Muốn da vừa căng, vừa sáng, vừa đều màu thì các bạn nên bổ sung vitamin C. Và đây là ba cách đơn giản nhất để các bạn bổ sung vitamin C một cách hiệu quả. Cách số 1, dùng serum vitamin C. Đây là cách hiệu quả nhất khi mà các bạn bôi trực tiếp vitamin C lên trên da thì sẽ giúp cho da của các bạn chống được các gốc tự do, giúp da căng, đều màu hơn và sáng hơn. Cách thứ hai, ăn uống các loại thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như là ớt chuông, rau ngót, bông cải xanh, cam và rất nhiều loại thực phẩm giàu vitamin C khác nữa. Và cách số 3, đó là các bạn có thể bổ sung viên vitamin C và hàm lượng các bạn nên bổ sung là từ 500 đến 1000 mg một ngày. Đừng quên follow kênh của Chị Nguyên.